Xin chào bạn, cái khu vực phía trước kia là cái khu vực rất là nhiều những cái cây giang và mình đang định làm vlog ở đây, nhưng mà do cái điều kiện nó quá là rậm. Các bạn có thấy là đằng bên kia có những cái cây rất là to và rừng này là nó thuộc là lại rừng rừng già, rất là nhiều tre và nứa. Trên này thì bắt đầu là nó có cái người người ta đốt ý, để mà dễ đường đi lại. Đây trên này rất là nhiều bông lau. Các bạn có thể thấy là cỏ ở đây xanh rì luôn này. Đây cỏ cực xanh luôn. Đây là cái đỉnh đồi ngày xưa là nó rất là nhiều lá cây. Sau khi người ta thấy rậm quá người ta đốt đi. Bạn thấy là đây là rừng keo. Bên kia rất là lau, nhiều lau. Trên này thì có thể thấy là mặt trời đang xuống núi. Đây các bạn có thể thấy là cái đằng khu dưới dưới kìa, rất là nhiều cây chuối nhá. Đằng dưới nhiều cây chuối mấy cây giang. Cái khu bên kia kìa. Còn ở cái khu dưới dưới này thì bị người ta đốt cháy hết rồi. Để mà người ta lấy đường đi lại. Qua trên đỉnh còn dưới kia rất là nhiều giang với chuối. Đây mình đi tìm dê thì các bạn có thể thấy là cái cứt dê nó rất là còn mới này, mới tinh luôn. Bây giờ mình sẽ đi xem là nó có ở quanh đây không ấy. Bây giờ là mình cần phải di chuyển nhẹ nhàng để mà nghe xem thấy nó đi trước hay không, bởi vì cái giống này ấy, nó nhìn thấy người phát là nó chạy ngay. Ở trên này nhá, đây này. Những cái đường nó rất còn mới luôn, mới tinh luôn. Nhưng mà bây giờ không thấy con mẹ nó ở đâu. Để mình thử xuống đây mình ngó xem liệu thấy nó không. Về đường trời cũng chập tối rồi, đường nói chung cũng khá là nhiều những cái sỏi, rất là dễ ngã. Đây, dê nó đi về phía trước rồi. Hôm nay là nó định ngủ rừng này. Nhưng mà mình bắt gặp nó, mình không cho nó ngủ rừng luôn. Mình phải đuổi về. Bên nó đang đi thẳng ở phía trước kìa. Con này đang bị lạc rồi này. Kêu om. Để anh phải đuổi nó lên. Con kia bị rớt tà ly à. Rất tà ly à. Đây là cái đường mà ngày xưa mình quay cho các bạn. Đường mà đi xe máy ấy. Có cây rất là thẳng luôn. Mình quay mặt trời cho các bạn nhé. Mặt trời xuống núi rồi đấy. À, rực rực ở phía kia. Bắt đầu mặt trời đỏ lên núi phía kia rồi. Đây đây là mấy con hươu nó hay ngủ rừng này đấy. Đấy mấy con dê này nhìn cái mặt trắng trắng như linh dương luôn. Đây mấy con này hay ngủ rừng, phải đuổi về, đuổi về cấp tốc. Có chục con này là rất thích ngủ rừng này cho nên là dẫn về ngay.